Xin chào các bạn, chắc hẳn các bạn đã biết đến Plants vs Zombies, một tựa game trồng trọt giúp bạn nhận ra rằng đây là quả óc chó chứ không phải là khoai tây. Chào mừng bạn đến với Plants vs Zombies ảo ma Lazada do các pháp sư Trung Hoa tạo ra, nơi mà bạn có thể biến củ khoai tây này thành sinh viên bách khoa năm cuối và còn vô số sự kết hợp ảo ma hơn nữa. Tất cả sẽ có trong series Plants vs Zombies Pro Max và video này chính là khởi đầu của cái series đó. Let's go! Tôi có một cô em bảo là anh chơi game này đi, nghiện lắm, nghiện lắm. Bản của bọn Trung Quốc nó hay lắm. Thế là gửi cho tôi cái này. Plants vs Zombies RH. Thôi vào chơi đi. Ôi từ từ, vừa vào mình đã được 500 rồi á. Xịn ấy. Tôi không nhớ bản gốc nó như nào, nhưng mà bản này hình như là âm thanh rồi thì tất cả mọi thứ nó được làm lại thì phải. Bản này thì sẽ lai tạo với nhiều kiểu khác nữa, nhưng mà chắc là sẽ phải chơi đến một lúc sau thì mới có cái lai tạo đấy. À, chắc là mình cứ cho mỗi hàng một cây đậu đi, bắn cho nó thích. Trồng hai con cùng một chỗ đi á. Uầy, kết hợp được thật này. Mới đấy nhở. Thế thì bây giờ ví dụ nếu mà tôi lại trồng kiểu con này với... Uầy. À, bắn ra mặt trời luôn mà. Ái da. Được đây, được đây. Đây ơi. Tôi làm dãy này là dãy hoa súng nhá. Làm quả hoa súng đậu đi. Uầy, ngầu phết mọi người ạ. Ngầu đấy. Bắn ra mặt trời thì liệu đam có to không? Hiện tại thì mình chỉ kết hợp được hai cái này thôi. Con hoa trồng trước và con súng trồng sau. Bây giờ nếu mà con hoa trồng sau và con súng trồng cũng như nhau thôi. Nghĩa là con nào trồng trước thì khi mà kết hợp vào thì nó cũng như nhau thôi. Nó không khác gì đâu mọi người. Được rồi, thế là mình hiểu rồi. Mình hiểu cái bản này rồi, nó sẽ như nào rồi đấy. Uầy, thế thì mẹ mình tựa game này phải rất là nhiều thứ. Thế tựa game này vô cùng là nhiều thứ đấy. Nhưng mà nếu mà kết hợp ba hoa này sao? Không được. Chỉ có hai hoa được thôi. Con súng này nó sẽ không mọc lên con súng hai đầu mà là nó là con súng cấp 2 luôn. Ok. Súng cấp 2. Còn bản 2 bớt nữa đấy sếp. Ok, tôi sẽ chơi dần nếu mà anh em ủng hộ nha. Uầy, vừa vào là đã thấy hay rồi đấy. Còn chần chờ gì mà không like video cũng như là cái livestream này. Hay thế này còn điếu like nữa thì thôi đấy. Ui đây này. Bắn 3 đầu luôn. Ván này chắc chắn là thắng rồi này. Nhưng mà con này có thực sự mạnh không ta? Đạn nó nảy về mà. Ô, đạn nó nảy về thật á? Thật không đấy? Nãy tôi không để ý. Làm con súng 4 nòng á, là nâng lên cấp 4 là sẽ có 4 nòng à? Con này tí tôi sẽ kết hợp sau. Tại vì con này là nó nổ luôn. Xếp lại che gì với đậu đi á. Che gì với đậu này á, thì nó sẽ như nào? Nó sẽ bắn ra đạn nổ à? Đậu mà lại với che gì à? Đây, tôi sẽ thử luôn phát này đi. Nó nổ nhưng mà nó sẽ tạo ra được một cái loại đạn màu đỏ đỏ. VL gì vậy sếp? Tôi không biết nữa. Tôi cũng khá là bất ngờ khi mà mới tiếp cận đến cái quả game này. Ảo ma Lazada phết. Đây, để tôi kết hợp nốt. Nhưng mà cái nổ đấy là có gây sát thương không? Nếu mà có kẻ địch đứng gần chắc cũng phải gây tí sát thương chứ hả? 4 nòng che gì à? Có thật sự làm được thế không đấy? Để tôi thử nhá. Đây là hai nòng che gì. Sau cái này với cái dưới có khác nhau đấy. Con này mọc thêm cái lông mày này. Sao cái sự khác biệt nó ít thế nhở? Ơ kìa con này. Hai nòng của bác. Ê không được ăn. Thôi. Nó ăn mất rồi. Quả che gì này mọc lâu vãi cứ. Tao bực, quả che gì mọc quá lâu mọi người ạ. Không được, thế thì quả chê di này phải nhân lúc mà bọn quái này nó đến ấy, trồng vào thì nó sẽ vừa nổ và nó sẽ vừa gây đam. Nó sẽ hợp lý hơn đấy. Tại vì cái chê di đấy mọc lâu quá. À, nó có nảy lại này. Nó có nảy lại thật nha. Chê di 6 nòng này. Xôi. Mẹ nó tỉa cho đi. Có lên được cấp nữa không? Tôi nghĩ là 6 nòng thì sẽ diệt được khá là nhiều. Với cái bọn này thì chỉ cần 6 nòng là đủ rồi. Chê di tôi sẽ phải để dành đấy. Chuẩn bị có thêm con chê di 6 nòng ở đây nữa. Hay tôi nổ mẹ đây luôn đi cho nhanh nhở. Luôn đi cho nhanh. Nào, đừng có mà chết, đừng chết. Ok rồi, ngon rồi. Không sao, vẫn thắng. Tiếp theo là con gì nào? Quả óc chó kết hợp với cherry thì sao? Nghe nó có vẻ rất vô lý. Kiểu như là khi mà óc chó biến mất thì quả cherry sẽ phát nổ ấy. Tôi nghĩ là cũng hợp lý ấy chứ. Trước tiên là chúng ta phải nâng lên 2 để bắn con này nhanh chết hơn này. Con này nó khá là khỏe ở giai đoạn đầu. Tôi không dám để cho một mình con đậu gọi là chiến đấu với con này. Nghe một mình con đậu nghe như con mèo nhà tôi ấy.
con này thì nó đang ăn thoải mái rồi, không sao, ăn còn lâu mới hết, ăn còn lâu mới hết. Nói chung là cái dãy này thì cứ chill thôi bro. Về cơ bản thì đầu game này cũng không phải là đáng lo ngại. Như này thì sao? Bố mày bực lên rồi, nó bực lên thật rồi này. Ồ thôi khoan, con này xô chậu là khá căng nha. Hết con để kết hợp rồi, đồng tiền nó chỉ đến thế thôi. Xô chậu. Thì chắc là tôi sẽ nâng lên hết thành 6 nòng cherry. Hoặc là nếu mà bấn lắm thì sẽ nâng óc chó cherry. Nhưng mà óc chó cũng là một cây mà trồng rất lâu mới có thể trồng được một phát. Nên là tôi sẽ phải tận dụng, tôi sẽ phải trồng luôn để tôi ngăn cản bước tiến của bọn này. Rồi, trước tiên phải làm phát này đi đã. Ui, mẹ 6 nòng cherry đây rồi. Game hoài niệm nhưng cũng không hoài niệm á. Tôi cảm giác như game mới đấy. Tôi không biết là các bạn đã từng xem cái mod này ở đâu chưa. Nhưng mà như tôi thì là lần đầu tiên tôi tiếp cận với cái mod này. Ảo Malazara thật đấy chứ. Óc chó tôi vẫn chưa hình dung ra được óc chó cherry thì nó sẽ như nào. Tại vì nãy giờ ở đây nó tiến quân khá là ít. Cho tôi thử nghiệm một quả óc chó cherry xem mà. Óc chó cherry. Nổ không? À hình như là lúc chết thì nó mới phát nổ. Cảm giác giống như vậy nhưng mà không giống như vậy. Đúng rồi. Như tôi phỏng đoán đấy là lúc chết thì nó mới nổ. Ok hiểu nha. Trận này tôi đã bảo toàn được tất cả các xe cắt cỏ của mình. 4 nòng 2 cherry phải mở khóa hả? Được đấy. Gì đây? Cái này là đào đúng không? Đào được một lần và găng tay này để làm gì ta? Hoán đổi vị trí hả? Găng tay để ghép cây á. Nghe không hiểu lắm nhưng mà thôi. Đậu với óc chó. Ừ nhờ. Tôi chưa kết hợp đậu với óc chó. Hay là đậu với con này. Ôi mẹ. Từ từ. Cười cái đéo gì. Chỗ này đang rất là nguy hiểm. Nó có nở ra luôn nha. Nó có nở luôn á. Đậu. Hả? Con này là vừa trâu vừa bắn đau đây đúng không? Nhìn khá buồn cười. Vậy là tôi đã kết hợp tất cả các loại cây với nhau rồi. Ê nhưng mà khoan. Tôi muốn nhìn thấy óc chó. Tôi muốn kết hợp óc chó. Thôi phí mất rồi. Nó lăn qua mọi người ạ, nó lăn. Xì ba, nổ đi. Rồi, thế đi cho nhanh. Tôi nghĩ là tôi sẽ trồng hoa ở đây và tôi sẽ cho nó thành cây hoa óc chó. Hướng dương óc chó nha mọi người. Đậu óc chó mạnh phết. Nhảy với bác. Lên đây mình nhảy này. Ui, lần này nó có hai đợt luôn à. Khoan, khá căng nha. Đông vậy. What the hell? Quả che gì? Ây xì ba. Từ từ. Cái che gì nó lâu quá. Óc chó ơi. Thôi tôi nghĩ là tầm này là khá là an toàn rồi đấy. Bọn nhảy rào này thì dù sao thì bọn nó cũng rất dễ là bị bắn ấy. Không biết là liệu nó cầm rào thì có trâu hơn không. Nhưng mà tôi đang cần cherry. Mẹ sao đông thế. Nó cầm gậy thì nhanh hơn thôi hả. Ôi mẹ mày căng quá mọi người. Căng. Cấy vào đây đi. Cho nó bắn cho nó hài. Còn mẹ con này trông hài quá. Ui dồi ôi. Đông thế. Đông thế. Kinh thế. Trông con này vẫn gọi là hài nhất từ trước đến nay này. Rồi. Mất một cái này rồi. Sao cái này phòng thủ yếu ta. Tẹt. Ok, cái này nghĩa là mình đổi vĩnh viễn hả. Nó có thời gian hồi, nó là đổi vĩnh viễn. Ok, vậy là tôi đã hiểu cái công cụ đấy. Ui dồi ôi. Này là nó bắn cả mình á. Con này hình như cũng là nổ. Nhưng mà nó là nổ đợi chờ. Nó là khoai tây. Nếu bây giờ kết hợp khoai tây với con này thì sao. Chúng ta hãy thử xem nhá. Con khoai tây thì chơi hay phết. Thôi mình chơi phòng thủ một tí nhá. Nổ. Băn khoăn đấy nhở. Ây sao mày bắn tao. Baby you got something in your nose. Sniffing that K. Did you feel the hole? Holy shit. Ở đây cho ta. Để cho bọn này nó sống lại đã. Phân thân chi thuật. Chiu. Ôi kết hợp đấy mạnh đấy. Phân thân chi thuật. Ok. Vãi cả. Mạnh thì thôi rồi. Ui giời. Đỡ đi. Mẹ mấy cái bọn quái vật này. Làm sao mà đỡ được anh.
test từng con rô mìn đi sếp. Ok, được. Đợi tí, tôi phải xây mẹ mày quả phòng thủ vững chãi đã. Tôi test cho anh em xem. Ví dụ như cây hoa này, test với con mìn thì sao? À, thế cũng bình thường. Khoan nhá, bây giờ con mìn này nó sống dậy rồi. Tôi tiếp tục lai tạo được không? Ô, nó tiếp tục để ra. Ô, vậy là chỉ cần một con mìn sống, mình không cần đặt thêm mìn nữa, mình có thể lai tạo tiếp. Vãi cả đấy. Ổn đấy chứ, ổn áp đấy chứ. Mẹ cay nhất là cái con chó này nó bắn lại tôi. Hài vãi đấy. Nó lại có cả chiêu bắn lại mình luôn mà. Tao như này luôn này. Ờ. Ồ, khoan. Sao quả mìn khoai tây này của tôi nhìn creepy vậy? Thức 3 ngày 3 đêm. Thức trong khoai tây và cherry kết hợp với mìn khoai tây thì sao? Không được rồi. À. Bắn ra quả gì đây? Bắn ra quả khoai tây hả? Ảo phết. Sinh viên bách khoa, con đấy đúng sinh viên bách khoa đấy. Mìn với mọi thứ, tôi đã kết hợp rồi. Chắc là lúc cắn xong thì nó mới nổ. Ở đây là đang hơi yếu này, Ôi, căng thẳng hơn rồi nha. Tại vì nó có một số cái cây đậu bắn, nó có một số zombie đậu nó bắn mình, nên là cũng khá là căng nếu mà không có thằng nào chặn nó lại. Cũng căng đấy. Thế mình cần phải có thằng tanh đấy. Ví dụ như thằng này tanh chẳng hạn. Ui mẹ mày một dàn. Chết rồi. Khó sống rồi. Bình tĩnh các gia làng. Sao anh không kết hợp ốc chó với pin sót để nó bắn đạn xuyên? Gì? Con ốc chó này nó bắn đạn xuyên. À nó bắn cái đạn rơi xuống đất này hả? Ok em nhá. Ok em ơi. À đằng nào cũng thắng rồi. Thôi thắng luôn đi. Hóa ra là cái quả ốc chó này nó bắn quả đạn lăn ở dưới mặt đất. Cây ăn thịt người. Và tập 1 của Plan vs Zombie Pro Max đến đây là kết thúc. Nếu video này đạt được 1.000 like thì tôi sẽ tiếp tục làm tập 2 với rất nhiều những cái sự kết hợp thú vị hơn nữa. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like và đăng ký kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.